Cái này mấy anh làm bên mảng ngành quảng cáo mua đi làm là tuyệt vời luôn. Leo thuốc trên cao hàng tuyệt vời luôn. Nó mình đeo bên hông, xong rồi cái mình lấy cái kìm 2 mét này nè. Cái mình cầm kế bên luôn, mình khỏi quản lý cái máy nó mệt lắm. Đó. Đó, quý khách thấy không? Hàng đã không? Tự nó dẫn đầu lên luôn nè. Nhìn nè ha. Máy này bữa nay mình nói kỹ. Tại vì nó tốt mà mình đang bán rẻ, mong quý khách tận dụng cái cơ hội này. Đây. Mời quý khách theo dõi nè. Đó. Tay mình luyện đó, nó xúc ra luôn, luyện thiết xa trưởng rồi, bóc ra luôn. Bóc ra luôn đó, đường hàng của nó đó khách. Đó, mình quay thực tế này để mọi người coi. Rất là đẹp luôn á. Mình không ngờ con máy này nó hàng đẹp cỡ đó luôn á trời. Dạ kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay thứ 6 nữa rồi. Hết một tuần quá lẹ rồi khách. Mình thay mặt tất cả anh em kênh Máy Hàng Em Quyền chúc tất cả quý khách hàng có một cái tuần vừa qua luôn luôn thành công và bình an, mặc dù mọi thứ nó đang diễn biến cũng hơi tệ đối với nền kinh tế của toàn cầu. Tuy nhiên mình phải sống lạc quan và mọi thứ mình phải vượt qua nha quý khách hàng nha. Thì trong ngày thứ 6 ngày hôm nay thì mình để thay đổi không khí, ngày nào cũng review rồi thử máy nó buồn rồi ha. Thì bây giờ trong chương trình thứ 6 ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 Black Friday, mình sẽ tiến hành sale một số dòng máy giá rẻ để quý khách hàng có thể theo dõi để chọn lựa những cái dòng máy nào mà phù hợp với túi tiền của mình nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái một số máy trong sale ngày hôm nay nha quý khách hàng nha. Thì cũng không có ngoại lệ trong cái dòng này, thì đây là mình vẫn còn con máy cầm tay còn mớ bán mấy nay khách hàng, mình bán dưới giá vốn luôn, mình bán lỗ 450 ngàn. Còn trong khi đó trên thị trường nó có mấy năm trước nó bán 1.9 triệu, 2.2 triệu mà quý khách hàng mua à mầm, thì bây giờ mình đã lỗ rồi. Đây còn một mớ máy cầm tay này, thì mình sẽ tiếp tục sale cho tất cả quý khách hàng nha. Đó, đây bây giờ mình sẽ khui ra, đây là dòng máy cầm tay brand new design. Đó, đây là thương hiệu để xuất khẩu qua thị trường bên Đức, Digital Display Welder, có nghĩa là máy thể hiện số bằng cái đồng hồ kỹ thuật số, full digital intelligent handheld welder, có nghĩa là tất cả được thiết kế theo công nghệ kỹ thuật số. Và đây là loại máy hàng handheld là cầm tay welder, convenient hay attitude, đó là rất là phù hợp với những cái trạng thái hàng. Attitude là thái độ đó, thì mình dịch ra là trạng thái hàng ở trên cao, hàng ở trên cao rồi đó, rất là thuận lợi để hàng trên cao. Brand new design handheld electric welder. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui cái máy này ra một lần nữa và mình sẽ lấy đặt nó là mã số 1 nha quý khách hàng nha. Mình sẽ mấy ngày nay khách hàng ủng hộ cũng được 20 mấy máy rồi mà mình còn tồn tới 60 lực. Hồi này hồi xưa năm 2021 mình cũng tin tưởng những cái đối tác á, nói cái miệng không. Kêu mình đặt về mà không bỏ đồng vốn nào, rồi mình đặt về xong rồi bây giờ không làm rồi bỏ. Thì hồi xưa giá vốn mình nhập là 1.450.000. Rồi thì quý khách thấy rồi, mình nói sao có vậy à. Quý khách không tin, tra trên mạng những cái năm ngoái đó, có kênh nó bán 2.2 triệu cái con máy này, có kênh nó sẽ bán là 1.7 triệu, 1.8 triệu, có kênh nó bán 1.9 triệu, có kênh nó bán 2.4 triệu. Thì đặc biệt anh thợ điện đó quý khách, anh thợ điện anh có mua con đó, anh mua từ ở trên trang Banggood đó. Anh thợ điện kênh YouTube là anh thợ điện đó, anh có mua một con giống vậy nè. Anh mua giá từ bên trên trang Banggood, do ảnh kênh lớn, ảnh mua giá được 1.2 triệu. Còn mình là nhập khẩu, giá vốn thời đó là công nghệ nó mới cho nên 1.450.000. Thì hôm nay mình quyết định mình sale cho tất cả quý khách hàng cái con máy này. Đây, máy là hiệu Go Welder ạc 160 handheld welder. Đây là màn hình hiển thị, đây là đèn báo nguồn, đây là đèn báo lỗi, đây là biến thế bên trong, nó cũng lớn nè khách chứ không phải nhỏ đâu, 100% dây đồng nè.
nó thiết kế nhỏ, tuy nhiên nó đủ đầy đủ của một cấu tạo của một cái nguồn inverter. Thì con máy này nó phù hợp với tất cả mấy anh thợ trong ngành quảng cáo, rất là tiện. Mình có thể đeo vô trong người được. Mình đeo vô, mình thiết kế mình đeo vô vậy, mình leo lên cao, mình xé hàng, nó cũng tiện. Đó. Thêm một cái tiện thứ hai nữa là mình sẽ bán cho được những cái anh mà ngại vợ la đó. Cái mình bỏ này vô, bỏ vô túi này, cái mình giấu vợ luôn, mình để mình treo trong buồng hoặc là treo trong phòng làm việc cũng được luôn á. Cái này mình treo treo trong phòng làm việc cũng được luôn. Thế mà vợ mà kêu lên hàng cái giường lan, giường bầu, giường bí trên sân thượng hoặc ở dưới quê mấy chú mấy bác rồi đó, treo gọn gọn ở một cái góc nhà là xách đi hàng chuồng chim, chuồng chó, chuồng vịt đồ được hết. Đó, thì giá này là mình nhập, mà nói từ tận đáy lòng luôn, là mình nhập 1.450.000 những tháng 4 năm 2021 á, trước khi mà nhà đất nước mình vô cơn đại dịch mà đóng cửa suốt á. Thì bây giờ mình quyết định đây ha, mình bán con này giá 1.000.000 rồi tặng thêm 2 mét kiềm hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng liền cho tất cả quý khách hàng coi. Đây mình còn cũng bán mấy nay được 25 máy rồi, giờ đang còn tồn đây khoảng 35, mình không có đổ ra đây. Thì đây là mã số 1 nha quý khách, mình sẽ tặng thêm cho quý khách hàng là 2 mét kiềm hàng. Rồi, 2 mét kiềm hàng. Hôm nay mình quyết định mình chơi lớn luôn, tặng thêm một cái kiếng này nữa. Đó. Bán lỗ là phải lỗ hoành tráng rồi được, tặng thêm một cái kiếng nữa. Rồi đây là bao tay chống dính của Hàn Quốc, để mình cầm nắm đồ cho nó nó nhẹ nhàng, nó không có dính vô sắt thép. Rồi đó, hôm nay quyết định chơi lớn luôn, đã lỗ rồi thì phải lỗ cho tới chứ không lỗ ít được. Tặng thêm một cái kiếng, rồi tặng thêm một đôi bao tay, rồi giá là 1.000.000. Đây là mã số 1 nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình hàng biến thế của nó là 100% dây đồng nè, rất là bền, nhưng mà nó chỉ có cái nhược điểm là nó hơi nhỏ, thì cho nên nếu mà mình kéo 3 ly 2 mà dặn cái công suất lớn á, thì nó có khả năng nó sẽ báo lỗi vô cái đèn OC này nha quý khách hàng nha. Chứ còn ngoài ra quý khách hàng 2 ly 6 là mình sẽ bao đâm nó tối ngày sáng đêm luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đi hàng liền cho quý khách hàng coi nha. Rồi cái cách lắp nó về nè quý khách, cách lắp nó nè ha, nhìn quý khách nhìn kỹ nha. Cách lắp dặn ông này vô, rồi xiết cái răng ông này vô này, răng này răng M8 để nó giữ que cho kỹ nè. Rồi xiết nó qua một cái, rồi chặt ra hang rất chặt. Rồi mình gắn cái đũa 3 ly 2 vô, 2 ly 6 vô. Đây mình cứ tặng thêm quý khách một mớ này luôn để về test máy cho nó thoải mái. Rồi xiết đũa lại, rồi quay này qua cho chặt vô. Máy đã được mở lên nè quý khách ha. Đó, đây toàn bộ nó đó hoạt động rồi, kẹp mát vô nè. Rồi nó cũng dài lắm, mình đang ra tuốt ngoài đường này nè. Cộng dây điện nguồn này nó cũng dài lắm á, cũng được 3,5 mét á, cả 3,5 mét. Rồi vô tiến hành hàng nè, mình mở nguồn này là bằng công tắc này nha quý khách, nó gọn lắm nè. Chỉnh dòng là đây, nhỏ nhất 14 ampe, nó mình chỉnh nhẹ nhàng đây, nó tắt. Đây là cái biến trở này, nó thông minh luôn, nó là biến trở on off luôn nè, và nó vừa là công tắc nguồn luôn. Đây mở nguồn lên nè, đó. Đây là đèn báo nguồn, đây là đèn báo lỗi, đây là thương hiệu Go Welder. Rồi bây giờ mình hàng đũa 2 ly 6 thì mình sẽ giảm nó xuống đây 134 ampe. Rồi chọt thử một phát nó ăn ngay không nha quý khách hàng nha. Vô cầm một tay nhẹ nhàng, à, chọt một phát ăn ngay vô. Đó, chọt một phát ăn ngay đó. Mình đang đeo cái kiếng mà mình tặng quý khách hàng, mình hàng cho quý khách hàng coi luôn nè. Đó, rất là nhẹ nhàng, tình cảm với quý khách hàng ha. Mà rồi mình quay ra mặt này cho khách thấy cái số cho đẹp nè, phải thấy số mới được nè. Chọt một phát ăn ngay, máy này là máy mã số 1 nha, mình hôm nay thứ 6 mình sale nha. Đó, chọt một phát nó ăn ngay liền nè, nó còn đang mạnh nữa đó. Thôi để mình lấy mình ứng dụng thực tế cho quý khách hàng coi nè. Mình lấy mấy cái hộp mỏng mỏng này nè, mình lấy mấy cái hộp này nè. Này là mấy chú mấy bác rồi mấy em sinh viên trường Cao Thắng, là mấy anh nhân viên văn phòng để làm
những cái chuồng cho vợ, cho yêu cầu chuồng heo, chuồng gà, chuồng chó, hoặc là mình làm những cái dự án mà của mấy em sinh viên đó để mình quản lý trong phòng trọ rồi nó cũng gọn, thay vì mình quản lý một cái máy nó cực. Nó thì mình mua này á, cái mấy em sinh viên trường Cao Thắng rồi đó, cái mình bỏ trong cái túi đỏ đỏ đó mình để trong phòng cũng được. Rồi bây giờ nhìn nè, đây là ứng dụng thực tế nè, mình sẽ ghép hai hộp này lại rồi, chọt một phát cho nó ăn ngay nè nha. Đó rồi bắt đầu mình sẽ cho hai này dính lại nha, chọt một phát ăn ngay. Đó, đây là ứng dụng thực tế. Rồi cho nó bằng phẳng lên đây. Đó, rất là nhẹ nhàng đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hàn đây. Ở nhà mình cầm cái này mình ra mình hàn chuồng chim, chuồng chó rồi khỏe lắm nè. Vô nè. Đó. 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 Đó, mình đang đeo cái kiến mình tặng quý khách mình hàn luôn á. Đó, mình đặt nằm về cũng được nè khách. Cho nó đỡ lủng, quý khách nào mà chưa quen á đặt nằm cái que xuống vậy nè. Đó, nó sẽ khó lủng hơn. Đó, nằm que xuống. Đó. 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 Rồi mình hàn hết đường này cho khách coi luôn nè. Đó. Mạnh á, này nó hơi mạnh á, giảm lại chút. Giảm xuống 116 thôi. Rồi, hàn tiếp nha. Giảm 116 nè. Dễ mồi lắm hết chứ không có khó đâu đó. Hàng này nó xuất qua bên thị trường này là Trung Quốc 100% nha hết, mình không có nói dốc được, không có lên mạng mà nói nhân danh Đức rồi bò bê rồi máy lạnh được. Làm gì có máy Đức ở đây. Máy Đức bây giờ bên đó năng lượng còn không có nữa, bị ông Putin ổng khóa dầu hết rồi. Mấy ngày nay Việt Nam mình đang không có dầu là do mình phải hỗ trợ bán qua bên châu Âu. Đó, đây là những đường ứng dụng thực tế rất là dễ thương. Rồi mình sẽ gõ sỉ ra cho hết coi những cái đường hàng mỏng nè. Đó, rất là dễ. Đây là ứng dụng là mấy chú mấy bác ở dưới quê mà cầm là về là xài nó khỏe, để có 116 ampe nè. Rồi gõ nhẹ nhàng nè, thấy không đẹp không đó thấy không đó, nó nhẹ nhàng đó. Đó, đây là cái cách mà mình lấy mấy cái hộp á. Sẵn trong video này á, cái mình chia sẻ với tất cả mấy chú mấy bác cách hàng que cho nó dễ luôn. Thế bây giờ mình ghép cái nữa nè nha. Đây, mình bon nè, mình để tất cả quý hàng để ý nè, mình bon nè nha. Nó vô, mình cho nó hai thằng nữa, nó nếm nè, chọt một phát ăn ngay nè nha. Không ăn là mình ăn cho hết luôn. Vô mày, một phát ăn ngay. Đó, bon một điểm. Rồi, hai điểm, bon cái này luôn. Đó. Quý khách thấy không? Đó, mình cho nó dính lại xong xuôi ha. Này. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình hàn một đường này. Trong video này mình vừa sell nhưng mà mình sẽ cố tình mình hướng dẫn quý khách hàng là cái cách hàn đồ mỏng luôn nha. Rồi bắt đầu vô mình gõ sỉ xong xuôi rồi bắt đầu mình vô nè. Rất là dễ hàn này. Chọt một phát ăn ngay nè, một tay một thôi. Đó, các thấy không đó. Bắt đầu mình để nằm cái đũa chút xíu rồi một tay một thôi nè. Trong mấy video khác á, nhiều khi mình phải cầm cái đũa, quý khách thấy không, mình ưa cầm vậy nè. Nhưng mà cái này khỏi cần luôn. Đây, tiếp tục nè. Đó. 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 Quý khách để ý nha, đó, cho nó nằm xuống, đó. Cái khả năng lủng nó thấp lắm. Đó. Nè, chỉnh nhỏ lửa thôi, quý khách chỉnh nhỏ xíu thôi nè. Nè, chỉnh nhỏ xuống. Mình sẵn chia sẻ luôn, để 96 ampe là sẽ hàn nè. Nè quý khách nhìn nè, mình hàn luôn đường này luôn nè, hàn nè. Thấy không? Đụng là nó ăn ngay liền đó. Nằm cái đổ xuống là nó khách để xu hướng nó nằm về luôn nha. Mấy chú mấy bác để nằm luôn nha. Đó. Nó rất là khó lủng. Đây. Nè. Có những cái bí quyết mà nhiều thợ hàn ít chia sẻ lắm. Đó, đây. Không có sợ lủng đâu nha mấy chú mấy bác đó. Nó mấy em sinh viên cũng vậy, tập hàng về thả xuống vậy nè. Nhiều chú bác mua mấy con máy hàng que kia về hàng cứ bị lủng hoài đó, mình cho nó nằm vậy nè. Nó khó lủng vô cùng. Đó, rồi cái lỗ này nó đang có cái lỗ nè, thấy không? Đó, nó đang có cái lỗ nè, mình gõ cái mình đắp rồi. Nè, đây có cái lỗ nè ha. Còn này nè đó, quý khách nhìn ra đường hàng nè. Nó bằng phẳng lắm chứ đâu có mô đâu nè.
nó cũng bằng phẳng lắm nè, nhìn nè, đó, gõ nhẹ nhàng ra, đó. Nó cũng rất là dễ hàn chứ không có khó. Đây, toàn bộ hai cái đường hàn que, sáng dưa giới luôn nè. Rồi, giờ mình đắp cái lỗ này lại nè nha. Cũng chọt một phát ăn ngay thôi, đó nè. Đó, đắp lỗ lại nè. Đó, đắp lại nè. Đắp nè. Đắp nè, đó, rồi. Đắp lại nè. Đó, nó không rất là khó lủng. Rồi, xong, đây là mã số 1. Đó, đây là máy mã số 1 nè, mình sẽ viết tên là mã 1. Xeo lỗ nè. Lỗ 450.000 ha. Rồi giá nè 1 triệu. Đó, 1 triệu đồng. Bao ship luôn. Bao ship. Đây là mã số 1. Rồi, mời quý khách theo dõi để ghi nhận, rồi chụp cái màn hình lại giùm mình nha. Đây, đây là máy mã số 1. Cái đường hàng của nó đẹp dữ lắm nè. Để đây luôn nè, quý khách nhớ chụp cái màn hình lại giùm mình. Về nhà quý khách làm mà không được về á, mình lộn đầu cái đất mình đi. Đó, đây, đường hàng của em nó nè, rất là đẹp. Đây, đây, cái đường hàng này không có thua gì cái máy hàng mít đâu. Đó, nếu mình biết cách hàng thì cũng không sợ lủng cái đồ mỏng đâu. Đó, rồi cái sẽ tặng thêm nè, 2 mét dây. Rồi cái túi này thì nó có tặng rồi. Rồi quên nữa, để mình chuyển qua mình quất cái, kéo cái đũa 3 ly 2 bằng cái đũa này nha. Rồi, mở mình gắn cái tháo này ra. Nè, khách thấy nè, tháo này ra nha. Quên nữa, để làm thêm này, làm này cho kỹ kỹ chút. Để quý khách hàng biết cách làm rồi. Mình cắt này nha, quý khách cắt này đi. Rồi, đây là chỗ để gắn que vô. Cắt vô túi. Bỏ vô túi. Đó, đây. Xong rồi bây giờ này cũng đồ tặng theo, tặng bỏ túi nha. Bỏ túi. Bỏ vô. Rồi bây giờ chỉ còn làm một động thái nữa thôi. Rồi mình gắn kìm hàng que vô. Nếu mà quý khách nào là mà làm biến đó thì có thể làm vậy. Rồi, sẵn mình bỏ vô túi trước khi mình khép lại mã 1 luôn. Bỏ vô. Bỏ vô túi rồi. Rồi kìm hàng que đã được gắn vô rồi. Xong xuôi rồi ha. Rồi mình sẽ quất một cái đũa 3 ly 2 trên cái miếng giày này đi. Rồi kẹp mát vô miếng giày. Rồi em nó đang nằm đây. Bỏ vô túi cho nó đẹp nè, đó. Rồi, muốn hàng 3 ly 2 thì mình tăng cái này lên. Tăng lên. Tăng lên nè, tăng lên 160. Đó, rồi. Quất một cái đũa 3 ly 2 liền. Rồi, vô hàng một cái đũa 3 ly 2 rất là ngọt ngào nha, cho quý khách coi nè. Đó, em nó đang hàng mạnh mẽ lắm. Chọt một phát ăn ngay. Ủa, tính ra máy này nó mạnh dữ trời. Biến thế 100% dây đồng mà nó hàng rồi. Cái gì em giúp anh em zoom cảnh để khách thấy cái độ mạnh của máy này nha. Cái hồ quang nó ra rất khỏe. Chứ không phải nhiều cái máy trên thị trường nó lên nó ráng nó hàng nó kéo. Cái đường không có ăn uống cái gì hết. Mà nó cứ là ngấu. Con máy này dòng thực nó được 140A nha quý khách hàng nha. Con máy này dòng thực được 140. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó hơi nhỏ thôi. Cái nó bỏ trong cái giống như cái máy sấy tóc á. Thì cho nên cái sự tản nhiệt của nó hơi kém. Cho nên mình đốt 3 ly 2 mà cái kiểu mà mình làm quá thì nó sẽ báo đèn OC thôi. Chứ còn quý khách để 2 ly 6 mình cam đoan nó hàng tối ngày sáng đêm được luôn. Cái này mấy anh làm bên bản ngành quảng cáo mua đi làm là tuyệt vời luôn. Leo thuốc trên cao hàng tuyệt vời luôn. Nó mình đeo bên hông. Xong rồi cái mình lấy cái kìm 2 mét này nè. Cái mình cầm kế bên luôn, mình khỏi quản lý cái máy nó mệt lắm. Đó. Đó, quý khách thấy không, hàng đã không? Tự nó dẫn đầu lên luôn nè. Nhìn nè ha. Máy này bữa nay mình nói kỹ. Tại vì nó tốt mà mình đang bán rẻ. Mong quý khách tận dụng cái cơ hội này. Đây, mời quý khách theo dõi nè. Đó, tay mình luyện đó, nó xúc ra luôn. Luyện thiết xa trưởng rồi, bóc ra luôn. Bóc ra luôn, đó, đường hàng của nó đó khách. Đó, mình quay thực tế này để mọi người coi. Rất là đẹp luôn á. Mình không ngờ con máy này nó hàng đẹp cỡ đó luôn á trời. Nó công nhận hàng đã thiệt chứ. Rồi, xong mã số 1. Mã số 1 ha quý khách ha. Rồi, bỏ vô túi. Giấu vợ luôn. Cắt hết đồ vô nè. Đây là đồ mà của mã số 1 nè. Giấu vô, tặng kèm 2 mét. Rút điện nguồn ra.
đem đi giấu vợ luôn. Vợ sao biết được. Rồi, dồn hết vô. Rồi xong rồi. Mã 1. Quá dữ. Đây, đây là chương trình mã số 1. Đây là máy hàng cầm tay. Đây, mã số 2 là còn một mớ con này. Không biết có bể nắp hay không. Ở trên thùng nó ghi chữ lỗi. Thường mấy đứa kho mà nó ghi lỗi đây có nghĩa là không phải máy lỗi mà là lỗi nắp á. Nó có ghi mặt sau bên này, nó ghi chữ lỗi nè, để mình mở ra coi. Coi còn nắp hay hết nắp. Nha quý khách hàng nha. Đeo bao tay mà tặng quý khách vô cho nó đẹp. Đây, khui luôn. Cái Makate này, Makate Philippines này còn bao nhiêu con. Khui nó ra. Đây là mã 2 nha, cái này mình lướt nhanh qua nhé khách. Coi, hả, còn cái nắp đẹp á là 850. Cái này cũng lỗ luôn. Quý khách biết tại sao mình tâm sự thật luôn đó, mình về cái con ạc 500 của hãng Săn Voi 400 là mỗi một thứ vậy là 100 con trên xe ba gác. Mà thời nền công nghiệp của mình hiện giờ nó đang rốt lắm, giống như trên ngành bất động sản mà bắt bà Dạng Thịnh Phát rồi á thì nó sẽ dây chuyền đến ngành xây dựng. Thì những cái dòng máy 500 này nó đang tồn kho mà mấy ngày nay bán rất là khó ra. Và đồng thời nó lại chặt kho cho nên mình quyết định mình bán những con này nó lỗ. Đó là lý do tại sao mình bán lỗ. Chứ không phải mình lên đây mình nói xạo nói dốc với khách hàng đâu. Hết chỗ chứa máy rồi. Đó. Khách cũng thương mến nó lấy con 210L đi luôn rồi, thấy không? Giao đâu à Trung? Rồi. Khui lẹt lẹt cho nó lẹ nè. Rồi mình dỡ ra mình coi còn bao nhiêu con có nắp, không nắp nha khách. Đây là mã số 2. Làm nhanh cái con này đi. Dỡ ra. Còn một mớ này luôn. Có nắp, không nắp, tùm lum hết á. Hai cái thùng này không biết sao rồi. Khui nè, rẹt, 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 rẹt. Dỡ ra. Nguyên đai, nguyên kiện hết. Máy mới 100% hết á. Rồi. Làm nhanh lên. Để mất video nè, quý khách nhìn nè nha. Bắt đầu mình sẽ khui ra từng con màu nha. Mình sẽ khui nè, vô. Con đầu tiên. Dỡ ra nè. Dây đeo. Bọc bảo vệ. Máy ra. Đó. Để lên trên này luôn cho nó đẹp nè. Đó. Rồi, sách hướng dẫn, hút ẩm đầy đủ hết. Còn nguyên hết. Mút miết đầy đủ. Nhắc lại, dây nguồn còn zin luôn, dây đeo còn zin luôn, một chú. Thôi, tóm lại là vậy đi, vậy cho nó nhanh video đi khách. Con này, để khui thêm con bên này nữa cho nó đẹp nè. Đây nữa nè, dây đeo, khui máy ra, dỡ nó lên, lấy này ra, để hai thằng kế bên nhau. Đây, hai con này còn nắp nè, sách nè. Rồi hút ẩm, rồi bỏ vô, mút. Hai con thôi, khui hai con thôi. Tóm lại là nó sẽ có một cái con còn zin dày thì quý khách thông cảm cho mình là nè, nắp còn bật lên được, rất là đẹp nè. Đó, quay gần luôn cho khách coi. Đó, giá là 850 ngàn, có 3 mét kìm hàng, 3 mét kìm mát. Rồi mình sẽ lột cho khách coi nè, bao tay này tặng vô máy cầm tay nè. Đeo vô rất là dễ làm. Rồi, rút nó ra. Cái núm này nè, cái màn hình nó đẹp lắm. Nó biến trở này nó rút ra nó gắn dạng giống âm ly á. Rồi là mình sẽ lột cái phần mà nó dính vào tay này lột cũng được. Đây, lột cái này ra nè, các bạn nhìn này nha. Đây. Nó bóng lưỡng à đó. Đây. 850.000 đó, mới tin 100% rồi, bây giờ mình sẽ đấu cắm điện vô. Quý khách nào tin tưởng mình hả mua nha, coi cho kỹ vô. Thôi mình có sao nói vậy, dòng thật con này 135 đến 140 ampe. Mấy quý khách mua về lấy vốn rất là nhanh, mấy anh làm cửa sắt rồi đó. Chứ nhiều anh cứ coi vô hỏi nặng nhiêu thì mình đã nói rồi. Nó bề ngang nè, tắc một cỡ tầm 1 tắc 8. Bề dài nè, cỡ cao tầm nè. Đây, bề dài này, 2 tắc, này cỡ 3 tắc. Đó, vậy đó, bề cao này. Nó cỡ từng 1 tắc 8 luôn. Đó, bề cao này cỡ 2 tắc chứ.
hai tấc mấy, hai tấc hai, đời cao này cỡ hai tấc hai, hai tấc à, ba tấc, dài ba tấc, cao hai hai tấc, ngang này chừng một tấc hai à, chứ làm gì tấc tám, đúng rồi, này cỡ tới tấc hai à, rồi xong, rồi bắt đầu mình nhận này vô mình cắm nguồn, giá 850 ngàn, rồi quý khách dặn nó về, quý khách nào về muốn máy mình đẹp á thì nhổ này ra, xong mình dặn nó về nhỏ nhất cái mình gài nó vô ngay ngay cái cấu nè, rồi xong. Không gì khó hết rồi, maximum nè, minimum nè. Đó, làm con này nữa cái mình thôi, rút này ra. Nè, quý khách nhìn nè, nhìn kỹ nè, zin nè, guarantee nè, đó lột ra. Lột nhẹ ra đó, nó bóng lưỡng nè, rất đẹp luôn nè, đó, thấy không? Y như cái màn hình gương trong điện thoại di động luôn. Đẹp lắm, rồi. Lấy nó ra, rồi sau đó mình sẽ dặn nó về cái vị trí nhỏ nhất. Cái mình gắn cái núm vô, dặn về vị trí nhỏ nhất. Cái mình sọt cái núm này vô. Y như âm ly vậy đó. Này khách không? Rồi, nhận nó vô. Rồi, dặn lên maximum nè, minimum nè. Rồi, giờ cắm điện hàng hai con 850 này thử cái nha. Vô. Đây, cắm ổ điện vô liền. Mời khách theo dõi nè. Rút dây điện nguồn ra. Cắm một con. Mở nguồn lên, bắp. Rồi, con thứ hai. Nó đèn nó sáng long lanh luôn, con thứ hai nè. Cắm điện nguồn lên. Bắp. Rồi. Mã số 2, 850 ngàn. Còn một mớ cho 3 mét kìm hàng. Kìm này nó khỏe lắm, 300 ampe loại tốt. Chỗ này là đồng. Để nó kẹp cho chặt nè, lực kẹp nó tốt lắm. Đó, rồi, 3 mét kìm hàng que. 3 mét kẹp mát. Rồi mình sẽ tiến hành hàng liền cho quý khách hàng coi nha. Rồi vô, kẹp mát gắn vô dấu trừ. Đây, kẹp mát chúng ta sẽ gắn vô dấu trừ. Nè, dấu trừ nữa hết, dấu cộng nè, trừ nè. Nó nhiều anh mua về không có thấy dấu cộng dấu trừ đâu, đây trừ bên này. Trừ nè. Nhiều anh hỏi dấu trừ cộng đâu, trừ đây. Cộng đây. Rồi, gắn kẹp máy đi dấu trừ. 850 máy đẹp lắm nha quý khách, sơn tĩnh điện đẹp lộng lẫy. Long lanh. Rất là đẹp, cái màu này nó rất là nhã nhặn luôn á. Mặt nó đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Rất là nhã nhặn, rất là đẹp luôn. Rồi. Quý khách thấy rõ đi nha, chứ nhiều anh vô cứ không tin tưởng mình thì đừng mua, nếu mà không tin tưởng đừng, tốt nhất đừng mua. Mua xong rồi bơm hàng khổ lắm, thật á. Mình đã lỗ rồi mà nhiều anh mua về xong rồi nói sao nó nhỏ quá. Mình đã làm kỹ trên video rồi mà còn bơm hàng được hay thì. Đây, 20. Rồi bây giờ dòng thật của nó 135. Là nó ở số này thì vậy mình muốn chỉnh để đốt đũa 3 ly 2 mình sẽ cần dòng thật nó khoảng tầm 110. 110 thì mình sẽ chỉnh ở số này. Đó là nó tương đương 110 dòng thật nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng cái đũa 3 ly 2 cho tất cả quý hàng coi. Vô nè mọi khách theo dõi nha, chọt một phát ăn ngay. Rồi mình sẽ tiến hành hàng. Rồi quý khách coi cái độ khỏe của em nó nè. Nó rất là dễ mồi chứ không phải không đâu. Đó, đây là mình hàng cái đũa 3 ly 2 nha quý khách hàng nha. Mình đốt một cây này thôi, sau đó mình còn chừa lại đốt nửa cây thôi, còn lại nửa cây mình hàng vô đồ mỏng giống như con cầm tay cho quý khách hàng coi. Cái hàng chi dài nó, con này thì nó thoải mái rồi. Anh em nào mà bên ngành cửa sắt á, mua về mua thậm chí ba con cũng có lời nữa. Ba con là 83 20 triệu tư, 5 lần 3 là 15 nữa là 2 triệu rưỡi 50, là có ba con máy này. Thì thay vì quý khách đi mua một con mà Ares thì nó bán 2 triệu 3. Vậy ta mua ba con này đi, xài 5 năm nó chưa thấy gì luôn. Có nhiều quý khách phải tính toán lại coi nó có lợi không. Đó, mình đang hàng nó thuốc nó tự dảnh lên luôn, nó có thấy không. Rồi xong, còn nhiêu đây để mình hàng đầu mỏng. Đó, mình sẽ ghép đầu mỏng nè. Con cầm tay nó cũng hàng được thì con này lại càng phải dễ rồi. Đây là con cầm tay nó hàng. Rồi bây giờ mình sẽ ghép một cái đầu mỏng mình hàng. Để cho mấy chú, mấy bác với mấy anh thợ cửa sắt yên tâm. Có thể hốt về là mình làm được những cái việc vậy. Nó đây. Đây mình lụm cái đồ mà nó mỏng mỏng về nè, mình hàng cho tất cả quý khách hàng coi luôn. Đây, này nó rớt thuốc ra rồi nè. Tay mình giờ thành thiết da thiết xa trưởng này, nóng quá. Chưa mấy cái đoạn đó nó mới dảnh lên, nóng quá quý khách ơi, chết tôi rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọt một phát ăn ngay vô cái đoạn này cái. Lấy kẹp mát mình kẹp vô đằng này. Rồi mình sẽ chọt một phát ăn ngay đó, đường hàng nó tự dảnh ra rồi đó, khách thấy không? Nè, chọt một phát ăn ngay nè. Vô. Đó,
cái thấy không, đó nó tự mồi dính rồi thấy không. Rồi mình khóa nhẹ đầu bên này lại. Đây đầu mỏng nè, mình đang hàng 3 ly 2 nè. Tất cả các chú bác mấy anh thử coi xác nhìn nè. Đó, mua về. 3 ly 2 này mạnh quá, mình giảm lại chút. Đó, rồi mình hàng nè. Đó, đây. Đây là cách hàng đầu mỏng nè, ghép lại nè. Đây. Không sợ lủng. Đó, còn đoạn 3 ly 2 mình hàng luôn cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đó. 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 Nói em zoom gần đi để nhiều chú người bác muốn học cái hàng que sao đó. Đó. Cho dù để 3 ly 2 thì mình vẫn hàng được nha mấy chú bác. Nói em hơi mạnh, giảm lại chút. 127 thôi, 117 thôi. Vô này hàng tiếp nè. Đó. Không sợ lủng đâu. Đó. Để nằm cái que này xuống. Đó. Đó. Đúng ra cái này người ta xài 2 ly 6 thôi. Mình chơi mình lấy 3 ly 2 mình đắp luôn nè. Đó. Đồ mỏng mỏng này lấy 2 ly 6 thôi. Đó. Đó. Đó, hàng hết cái đổ 3 ly 2 rồi. Cái này mình mua máy này 8,5 này về là ngon. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái mã này nha. Đây là mã số 2. 850.000 còn nắp. Còn mớ máy rất là đẹp đó. Nhờ để em nó zoom cận ra cho khách coi đó. Chỉnh số là 300 ampere. Dòng thực. Ghi rõ luôn. Mã 2. Dòng thực 135 đến 140 đến 140 tùy theo máy. Rồi à, giá 850 còn nắp, bao ship. Rồi đây là mã số 2 trong chương trình sale ngày hôm nay. Quý khách tận dụng mua, tin thì mua, còn không tin thì đừng mua, chứ mua xong đừng có bơm hàng mình, tội nghiệp mình lắm. Đó, đây là con máy cầm tay nó hàng nè, mình thấy mình còn ghiền luôn á. Hàng đồ mỏng lét nè. Quá trời đẹp. Còn ở đây là con Makate nó hàng nè. Đó. Hàng trên đầu dày, rồi. Makate cũng hàng đồ mỏng được luôn. Rồi, cảm ơn tất cả quý khách hàng nha, xong mã số 2 nha. Rồi, mình sẽ tiến hành vô cái mã số 3 liền. Tiếp theo là mình còn hai con này, mình cũng chia sẻ là còn nhiều máy lắm hết. Con Welcome này mình cũng sell luôn nè. Con này là cũng một cái dạng lừa đảo trên thị trường nè. Về hàng rưỡi nè, chút xíu mình sell, nó là mã khác. Rồi, mình giải quyết vụ hàng que trước. Con này là con máy 5kg mà nó bỏ vô cái thùng 15kg nó bán nè. Chút xíu mình chứng minh cho thấy. Mình lỡ thâu lại của đứa em ở dưới Bến Tre. Mình không có biết, mình tưởng đâu nhân danh cái chữ này thì bán hàng coi cũng được. Mình mới thâu giá 5 triệu. Mà cuối cùng mình đem về mình thấy cái ruột của nó là ruột 5kg mà bỏ vô vỏ 15kg. Cho nên chút xíu đi, mình bí mật mình sell lỗ luôn, sặc máu luôn cho quý khách coi. Rồi bây giờ vô cái mã này đi, vô mã que này trước đi. Con này là trưng bày trong cửa hàng, mình lấy ra mình làm, mình sell cho ai mà cần giá rẻ luôn. Dưới con này là con hàng bơm, mua xong rồi cũng coi không kỹ nè, hàng bơm rồi. Con này thì là mã số 3. Nên mình test nhanh con này đi, con này mình sell cho quý khách hàng là con trưng bày nó bám bụi nè. Anh em nó chưa có vệ sinh, lâu ngày nó bỏ trên cái showroom nó bị bụi không. Máy này máy mới mà để máy trưng bày, cho nên cho ai có cơ hội mà nhanh tay thì mua. Con này thì mình bán giá là 700.000 thôi. Rồi, máy mới 100% để trưng bày. Rồi bây giờ mình cắm điện mình hàng luôn. Đây là mã 3. Mình cũng sẽ cho 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát giống con Makate này. Rồi mình mượn cái kiềm hàng kẹp mát của Makate. Đây là máy Boss. Máy trưng bày. Nó hơi bị bụi vậy thôi. Đây quý khách nhìn kỹ nha. Mình không có gian dối mà nhớ mờ nè. Sale vẫn quay rõ. Đây. Đó, để trưng bày thì nó cái máy này nó cạ vô máy kia. Đó, nó hơi bị cấn cái này chút xíu. Rồi bây giờ mình sale con này là giá 700.000 mã số 3 nha. Rồi mình sẽ gắn cái kiềm hàng kẹp mát vô mình hàng luôn. Vô. Rồi. Đây là mã số 3 giá 700.000 nha quý khách hàng nha. Mình đang cho nó hàng tự động luôn. Mình ngồi đây mình viết cho tất cả quý khách hàng luôn. Mã số 3. Mã 3. Hạt 210. E-Bot. Giá là 700.000. Bao ship luôn cho 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát. Bao ship luôn.
Con này sale là mình sale thiệt không đó quý khách. Để cho ai có cơ chưa có điều kiện để mua máy mà mắc tiền đó, thì mình mua những dòng này về vẫn có làm đi kiếm tiền được. Đây là mã 3 đó, mình cho nó hàng tự động luôn rồi đó. Giảm lửa xíu đi, đang để 104 mà nó hàng à mầm mà. Đó, giảm xuống còn 84 rồi cho nó tự hàng đó, nó vẫn đang tự hàng à mầm đó. Rồi. Bây giờ nó nhổng đầu cái con này lên thì giờ sao trời. Lấy con này ra bỏ xuống. Đây là con máy này là hàng bơm. Lúc trước mình bán giá là 1.050.000 á, rồi ông có một anh nào á giờ mình cũng không nhắc tên nữa, mệt lắm rồi. Nhiều anh nó lạ lắm. Đó, mình khui con này ra, trái kìm lấy ra. Xong nhau hết, đây là mã 3 nha. Bỏ qua bên đi, đây là mã 3. Mình bỏ lên đây đi. Rồi mã 3. Rồi bây giờ cái đây là mã, con này là con mã 4. Con này là hàng bơm, hồi đó mình bán con này 1.050.000. Cọc lớn 201. Cũng bót luôn. Thì bây giờ mình cũng sale bằng giá con này luôn. Hàng này là hàng bơm. Rồi, phụ kiện của nó nè. Y có sao y vậy. Hàng bơm cho nên mình bán sale cho tất cả quý khách hàng luôn. 700.000 luôn. Rồi, khui ra. Mấy anh nhiều khi coi hàng sao không biết là bơm hàng thôi, chán lắm. Bán sale luôn. Đây là hàng bơm. New Art 201. Đây là máy huyền thoại. Mình nhập nay là mười mấy năm rồi. Đó. Thì mã mẫu này là New Art 201. Quý khách có thể lên mạng tra Google sẽ thấy cái mã mẫu này mình bán lâu lắm rồi. Nó cọc lớn. Nó bự hơn con này chút. Đây. Đó, nó bự hơn con bên này chút. Rồi mình cắm điện nó luôn nha. Nó là mã số 4, mình cũng bán 700.000 luôn. Con này là con hàng bơm. Đó, cách đóng gói nó vậy mình mới vừa gỡ ra rồi đó, hàng bơm. Đó. Hàng bơm của ông nào giờ không nhớ tên đâu. Kệ đi. Rồi, mở nguồn lên. Đó, đèn nguồn nó mở lên rồi nè. Đèn xanh nó báo nè. Rồi mình dòng mình chỉnh 140A. Rồi mình đốt cái đũa 3 ly 2 cho quý khách hàng coi luôn. Trọt một phát ăn ngay. Vô. Rồi. Mình sẽ đi viết mã nha quý khách hàng nha. Mã số 4. 700.000 hàng bơm. Mã 4. New Art 201. Mạnh quá hả? Giảm lại. Rồi nó hỏng lên rồi. Từ từ. New Art. Cho nó hàng cái mình... mình ghi mã cho quý khách coi nha. New Art 201 Boss. Mạnh quá hả? Thở ra nữa rồi hả? Ê. Rồi. Giá là 700.000. Bao ship luôn. Rồi xong. Đây nè quý khách nhìn nè, nó đang hàng rồi, mình cũng gian viết vừa xong cái mã rồi. Đây là mã số 4. Rồi. Đó, chương trình sale ngày hôm nay cũng rất là hấp dẫn nha. Mã 1 rồi cũng xịn nè, lỗ nè. Mã 2 là Makate nè. Mã 3 là Art 210E nè. Hàng trưng bày nè, 700k nè. Mã 4 là New Art 201 nè. Bao bot nè, bao ship nè. Đó, tất cả nó ghi rõ ràng đây. Đó. Nó tự hàng, nó lật lên lật xuống, nó hàng à mầm nữa khách thấy không. Đó, cái đũa hàng nó tự lật lên lật xuống, nó hàng luôn nè. Đó. Rồi xong. Thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị lên vài mã ở đây, theo khách hàng ha. Rồi, mã 1 cầm tay, mã 2 là Makate còn nguyên hình nguyên trạng, mã 3 là máy trưng bày, mã 4 là máy bơm hàng, con nào cũng rẻ vé đi chip luôn. Rồi, bây giờ tiếp theo là con 200B có sung của hãng Dynawell nữa nè, bán sale xả bỏ luôn. Qua đây, để gần cái chỗ bình khí, để thử cho quý khách hàng coi luôn. Rồi đây con nữa nè, thu lại của anh Thạch Bình Thạnh nè. Máy này anh tới anh đổi một con máy mic 201 thông minh nè. Đó, mình thu lại là giá 1.800.000. Máy MOSFET. Máy hàng tích luôn, con này của hãng Gia Xích. Rất là còn xịn hào luôn, chưa có sửa chữa gì luôn. Đây. Đó. 12 MOSFET, 12 diode. Đó, dành cho những cái fan hâm mộ nào mà thích về gia xích rồi thích MOSFET nữa nè. Nó mấy cái cần đè này thì nó hơi xét là chuyện bình thường, còn quan trọng coi mấy con MOSFET nó còn nguyên nè. Nó dây điện nó còn nguyên hình nguyên trạng, có kháng nè, cuộn HF nè, bo chưa một lần sửa chữa luôn. Nó tại vì anh này anh không thích hàng thích nữa, anh mua con IC Mix 201 của mình cho nên là anh đưa lại 1.800.000, thì con 201 của mình bán anh 2.950.000.
con máy thông minh á, thì bây giờ mình bán lại cho tất cả quý khách hàng 1.800.000 đó, tặng cho quý khách hàng cái súng mới luôn. Tại vì anh Thạch này á là đâu rồi, mới lột cái chữ anh Thạch ra đâu rồi, anh Thạch ở Bình Thạnh này, cái súng của ảnh cũ lắm rồi, cho nên mình bán cho quý khách hàng là 1.800.000 đó. Quý khách nhìn thấy ruột rà của nó rồi nha, đó 12 MOSFET rồi 12 DIOD, coi cho kỹ luôn. Rồi giờ mình tiến hành mình hàng thử cho tất cả quý khách hàng coi luôn nha. Máy có hai tính năng, tích 200A, chức năng hàng tích và chức năng hàng que. Rồi mình hàng tích trước nha, tích thì nó quan trọng hơn. Rồi mình sẽ để lên cỡ tầm 150 A đây nè. Rồi nào khách nhìn nè, mỗi lần mình kích cò HF nó sẽ quýnh bên này nè. Đây máy nó hoạt động tốt, nó nằm chỗ này, khách nhìn nè, đó lửa HF nó quýnh đó. Thấy không quý khách nhìn nè, nè nó HF nó quýnh đó, thấy không? Rồi đó, máy đang hoạt động tốt ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình hàng vô nè. Đó, máy đang hoạt động rất tốt ha quý khách. Đó, mình hàng xong rồi đó. Đó, mình đang hàng miếng mỏng với miếng dày. Đó, con hàng rất là đẹp. Rồi, đây là mã số 5, mình sẽ viết mã vô cho tất cả quý khách hàng coi luôn nha. Mã số 5, tích 200A, giá 1.800.000, phụ kiện cho theo máy là một cái súng hàng tích dài 4m, WB26 nè. Một cái kẹp mát. Đó, 2m. 2-3m gì đó, nhiều cũng được, quý khách cần thì cho 3m. Rồi, mã số 5, tích 200A. Xin lỗi quý khách. Giá là 1.800.000 thôi. Bán rẻ bèo luôn. Đó, 12 MOSFET. Rồi, bao ship luôn. Bán là phải bán lỗ thiệt chứ không phải bán lỗ giả. Rồi vô cộng cộng, sale giả là mình không thích. Rồi xong ha, mình dán mã số 5 vô. Rồi mình thử que luôn. Làm gì phải kỹ kỹ chút. Rồi, mình sẽ lấy kèm hàng que mình thử luôn. Đây, đây là mã số, đây là mã số 5, tích 200A, da xích. Nó phiên bản này rất là xịn hào, cái này là đời cổ. Nhiều anh mà thích công nghệ MOSFET là nên hốt con này. Bây giờ mình gạt xuống chức năng hàng que, mình gắn kèm hàng que rồi. Mình sẽ tiến hành mình hàng thử cho tất cả quý khách hàng coi đường. Đây. Đó, chức năng hàng que đang hoạt động tốt luôn nha quý khách hàng nha. Đó, rồi để 90A nó đốt đũa 2.6 chạy ngọt như mía lùi, phải tận dụng mua con này nha quý khách hàng nha. Đó, đây là cái mã này giá 1.800.000, tính ra chức năng tích 900.000, chức năng que 900.000, quá rẻ. 900.000 mà có cái súng tích nữa, cái súng tích này quý khách ra chợ Dân Sinh, chợ Tà Quyên mua là nó bán 500.000 rồi. Cái kẹp mát này mua là 150.000 nữa là hết 650.000. Vậy thì cái máy hàng này giờ tính ra nó quá rẻ luôn, cho nên quý khách không tận dụng mua là rất là ổn. Đó, rồi mã số 5 rất rẻ luôn, 900.000 một máy, que 900, tích 900, mà bộ đuốc tích này là hết 500.000. Cái kẹp mát này không là dưới kèm hàng que không là hết 200-300 rồi, là tổng cộng đó là cái máy này giờ nó còn đâu có 1.1 triệu, quá rẻ. Rồi chọt một phát ăn ngay. Rồi xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái con mã tiếp theo. Đây là con máy DynaWell tích 200B, có chức năng tích thường nè, xung cao nè, xung thấp nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cũng mượn cái súng từ con tích 200A đang hàng mã số 5 này, mình qua mình hàng trên con tích 200B này. Thì con máy này mình nói giá luôn nha, giá mình sale 2.500.000, mình sẽ mở ruột và mình hàng thử luôn. Máy này nó đặc biệt có tính năng là có xung, nó rất là ứng dụng rộng trong cái ngành trang trí cổ bô hay là hàng chống biến dạng inox á, rất là hay. Rồi, mượn súng tích giá 2.500.000 cũng sẽ cho một cái đuốc tích giống như cái con máy bên này là WB26 nè. Rồi mình mượn súng tích mình gắn qua cái, tích gắn qua nè, dặn vô đây. Máy này nó xài cọc lớn 35-50 ly vuông. Rồi dắt hai pin điều khiển gắn vô. Rồi kẹp mát gắn vô. Kẹp mát này là cọc lớn, gắn vô. Kẹp mát gắn dấu cộng, súng gắn dấu trừ. Nó cũng giống tất cả dòng máy khác thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mượn đường khí để mình sẽ hàng cho tất cả quý khách hàng coi. Rồi xong, bây giờ mở nguồn em máy tích 200B lên, mở nguồn lên đó, đèn nguồn đang sáng. Rồi đầu tiên mình sẽ test ở chức năng tích thường cho tất cả quý khách hàng coi nha. Tích thường thì tích thường nó chỉ chỉnh có một cái núm này thôi, dòng chính nè. T
ít thường là coi như bóp cò có dòng, bóp cò là lên hàng, còn không hàng là sẽ không ampe. Rồi giờ ví dụ mình hàng cho quý khách coi ở chức năng tích thường nha. Đây mình sẽ bật qua chức năng tích thường, mình hàng thử cho tất cả quý khách hàng coi nha. Vô nè, tích thường là vậy nè, đang không có hàng là không ampe, có hàng là có ampe, quý khách nhìn này nha, đang mình chỉnh là 150 ampe rồi nè. Vô nè, nó mình để 4T chi mình tắt đi đó. Rất là xịn hào luôn á quý khách. Đây là tích thường nè, đó thấy không. Có một con máy giá quá rẻ luôn, 2,5 triệu nè, mình vừa hàng xong nè. Rồi mình để chức năng 4T mình hàng cho khách hàng coi cái nữa nha, giảm dòng lại chút để nó mạnh quá. Rồi mình hàng một đường cho khách hàng coi nha. Tích thường buông tay ra nè, nhấn nè, nhấn đó. Mình vừa hàng xong chức năng hàng tích thường, mối hàng sáng bóng đẹp. Để mình lấy cái đồ mình mở ruột cho quý khách hàng coi con này nha. Để mình lấy cái súng mình mở ruột cái, để mình lấy cái kèm hàng que mình cho nó hàng tự động cái mình mở ruột cho khách coi luôn. Rồi đây là mã 6 nha quý khách. Mình dứt chức năng hàng que cái mình mở ruột cho quý khách coi nó luôn. Đây mã 6 đó, ghi vậy cho đẹp nha. Rồi bây giờ mình gắn cái kèm hàng que vô, mình gạt qua chức năng hàng que. Rồi quất cái đường hàng que cái cho khách coi cái mình. Rồi mình sẽ đi lấy cái súng cái mình mở ruột cho quý khách hàng coi luôn. Bật qua que thì mình sẽ chỉnh dòng nhỏ nhỏ thôi, mình chỉnh cũng đủ 2.6L đi, 2.6L mình chỉnh tầm 80A nè, 2.6L 80A ngay chỗ này. Rồi mình sẽ đốt một cây cho tất cả quý khách hàng coi luôn, mã số 6 nha quý khách hàng nha, cho nó tự hàng thì lấy súng mở ra. Rồi giảm nhỏ lửa lại luôn, nó mạnh quá, nó hàng mạnh quá, giảm nhỏ chút. Rồi tự hàng đi mày, để mình đi lấy cái súng mình mở cho quý khách coi ruột luôn nha. Em nó đang tự hàng, bán sale là phải cho tất cả mọi người coi ruột coi đà chứ đâu thấy được. Đây là công nghệ 12 mét phết 12 diode nha quý khách, giá 2,5 triệu quá rẻ luôn. Con này thì nó 12 mét phết nhỏ, con này là 12 mét phết lớn, lóc nhôm nó lớn hơn, có chức năng sung. Đây con này nó lớn chà bá nè, đây nữa nó có bo 2T4T nè, đây là cái bo 2T4T, còn đây mặt ruột bên này của nó nè. Đây 12 mốt phết 2, 4, 2, 4, 6, rồi bên kia 6 nữa là 12, 2, 4, 6 diode, 4 tụ bo rất lớn nè, cọc bằng đồng nè, có kháng nè, cùng HF nè. Đó, máy này cũng như máy kia thôi, nhưng mà con này nó lớn hơn, nó thiết kế lớn hơn. Như con này là thằng gia xích mà có chữ Welcome nó bán, nó để mua đen là 250 đó. Nó bán mắc lắm đó, con này đó, đây là mình bán 2,5 triệu. Rồi xong, trong video ngày hôm nay mình sẽ nói nhanh qua con này, tại video nó dài quá rồi. Con này là mình thâu lại của một cái anh khách ở dưới Bến Tre đó. Đây nè, máy này có thương hiệu là Welcome, nó con máy tích 250B, 200 này nó vẫn đang hàng đó. Thôi để mình tắt cái để nó cháy kìm. Rồi thì thực sự mình cũng cảm thấy thất vọng về cái dòng máy này, nhưng mà dù sao mình cũng mua của anh Bảo này. Anh Bảo, anh có coi video anh lên mạng anh xác nhận giùm nha, chứ anh mua con máy này là giống như bị gạt gẫm vậy đó. Đây là một con motor, con máy hàng có 5 kg thôi, gắn con motor 5 kg vô nè, nguyên cái xác này á. Con máy này mà bán đành đoạn bán 8-9 triệu bạc trên mạng. Đây là con máy 5kg bỏ vô cái xác lớn. Thì bây giờ mình lỡ mình mua lại của Bảo ở dưới Bình Đại á, 5 triệu đồng. Lúc đó em đổi anh cái con chống nước á, thì anh cũng bây giờ ngậm đắng nuốt cay thôi bây giờ. Nhưng mà anh cảm thấy không thích nữa. Thì giờ mình bán sale cho tất cả quý khách hàng nào mà có niềm đam mê mà fan hâm mộ của cái thương hiệu này á, thì mình bán 4 triệu nha. Tại vì mình thấy con này mà đi mà nói để gắn dây 15kg là nó phi lý quá. Con máy có 5kg nè, nhìn con motor 5kg nè. Mà đi cam đoan với người ta nè, nó gắn 15kg rồi bán 8-9 triệu bạc. Chỉnh thì chỉnh rời rạc. Đó, mình thâu lại của Bảo với Ba Tri á, chỉnh thì chỉnh rời rạc.
chỉnh rời rạc chứ không có chỉnh thông minh được. Hàng que, hàng mít, hàng lipstick. Đó, rồi thì con này mình sale 4 triệu luôn. Mà nếu mà Bảo cứ coi video này vô em comment giùm anh nha. Chứ để em hiểu anh luôn nha, anh mua lại của em 5 triệu đồng bạc á. Rồi, bây giờ mình sale luôn, con này là mã số. Đây nè, phụ kiện cho nè. Coi súng dài 5 mét là tại nó làm ở dưới Bến Tre cho nên nó hơi dính sình chút. Này là sình đất thôi chứ nó cũng còn mới. Rồi mình tặng thêm luôn, mặc dù mình lỗ 1 triệu mà mình vẫn tặng thêm 2 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát cho tất cả quý khách hàng đó. Con này mình thâu lại của Bảo dưới Bến Tre nè. Đây là mình ghi mã luôn. Đây là mã số 7. Đây là mã số 7 giá 4 triệu nha. Rồi. Sau đó mình chờ mình chút mình lên mình lấy cái con máy mà xịn hào của mình mà 15 kg cho hết rồi, mã 7. 4 triệu. V2500. Con này mình không bao ship nha quý khách, bao là sặc máu luôn á. V2500. Giá 4 triệu, không bao ship. Ai là fan hâm mộ của cái thương hiệu này thì vô hốt về giùm mình nha. Rồi, ai là fan hâm mộ vô hốt giùm. Chứ mình thấy cái con này là con máy 5 kg mà bỏ vô cái xác 15 kg về là không được. Đó, đây là cái dòng máy mà người ta phải bán 15 kg là phải như thế này. Đó, tướng tá nó gần như bằng nhau nè. Đó, đây mới gọi là dòng 15 kg. Nè, quý khách nhìn cho rõ vô, mình dở cái con trên con dưới này nhìn nè. Đây nha. Một con máy như vậy mà nói là 15 kg là chết người ta. Nè. Đấy, gắn con motor 5 kg trọng á, nhìn kìa quý khách nhìn nè. Nếu mà quý khách mua con này mà 8 triệu là nên mua con Multi 65 của mình á. Multimix 265 á, giá có 4 triệu rưỡi à. Tại cái con này cái ruột của nó là con của máy 5 kg mà nó bỏ vô cái xác lớn nè, quý khách nhìn nè. Người ta xài dây 15 kg là phải con bự vậy. Cái này mình bán 7 triệu 8 à, mà khách hàng còn đang đắn đo suy nghĩ mà cái con này lên mạng mà bán 8 9 triệu đồng bạc mà gắn. Con này là con máy 5 kg nha quý khách hàng nha. Đó, cho nên mình quyết định mình sale luôn. Mặc dù mình mua lại của ông Bảo là 5 triệu á, Bảo ở Bến Tre á, có gì em lên em comment giùm anh nha. Đó, bây giờ anh bán lỗ 4 triệu luôn á. Tại con máy này em về em nói em hàng không ngon là đúng rồi. Con máy này nó sẽ gắn motor có 5 kg à. Thì thực ra máy này mình bán 4 triệu thì quý khách về gắn dây 5 kg hàng ngon cũng ngon lành không sao hết. Chứ gắn dây 15 kg vô thì nó hơi mệt nha. Rồi xong, mình sale con này là mã số 7. Rồi video ngày hôm nay cũng đã quá dài rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết cái video sale ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình cũng sale một mớ trong nhân ngày thứ 6 Black Friday. Mình cũng bỏ ra một mớ máy mình sale, đặc biệt là mình cũng đã hàng rất kỹ cái video về con máy này. Mã 1 lỗ 450.000 một máy giá 1 triệu bao ship. Mã 2 có dòng thực 135, 140 mb Makate còn nắp. Rồi 850.000 bao ship. Mã 3 là con trưng bày AK10E giá 700. Mã 4 là New Ad này, hàng bơm 700.000 luôn bao ship. Rồi mã 5 là con máy tích 200A da xích đời cổ luôn nè, của anh Tinh phân phối nè. Mã 6 là tích 200B Dynawell. Mã 7 là con V2500. Rồi xong, giá 4 triệu. Tất cả ngày hôm nay mình chỉ làm được phạm vi như vậy. Thì cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết cái video này. Nói quên nữa, sẵn mình nói luôn nè, đó cái con này nè, cái con motor nó bằng y cái con Multimix 265 đó. Nếu vậy quý khách mua con 265 nó xài ngon hơn con này, mà có 4 triệu rưỡi à. Con này là đúng cái con máy 5 kg nó bỏ vô cái thùng lớn thôi. Rồi xong, xin chân ái chào tạm biệt tất cả quý khách hàng nha. Quý khách hàng nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ sale nè, rồi mình giới thiệu sản phẩm mới từ hãng Sanjo nè. Ngày mai đi, thứ 7 có thể mình sẽ mở chương trình máy hàng không đồng kỳ 10 nha quý khách hàng nha. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.